biểu diễn hay tới mức độ mà ánh sáng tắt luôn. Ánh sáng tắt luôn rồi cũng hay quá, cho nên ánh sáng có lại cho chúng ta để cho chương trình chúng ta diễn ra một tiết mục rất là đặc biệt phải không ạ? Gây cho chúng ta những cảm xúc cái hư cái thực cái thứ đang xen vào nhau. Trước khi mà chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếp những tiết mục văn nghệ, quý vị có vui lòng và đồng ý để cho Phước Lập được thưa quý vị một câu chuyện có thật được không ạ? Dạ, cảm ơn vì mọi người đã vỗ tay và đây là một câu chuyện có thật. Và Phước Lập đã được làm việc với hoàn cảnh này, được trò chuyện với vợ chồng này. Và sau cái cuộc trò chuyện đó thì Phước Lập đã làm một chương trình để tặng một ngôi nhà trong chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước của Phước Lập. Và vì sao Phước Lập muốn kể câu chuyện này là bởi vì đó là một con cái của Thiên Chúa, là một người có đạo và sống ở Trà Vinh. Ngắn gọn thôi, anh yêu một người phụ nữ. Quý vị nào có xem chương trình chắc nhớ câu chuyện này ở Trà Vinh. Anh khoảng gần 50, anh hơn 45, 46 gì đó. Anh yêu một người phụ nữ nghèo khó và lấy nhau. Nhưng sau khi chị sinh cho anh một đứa con thì chị bỗng phát bệnh tâm thần. Và chị bệnh tâm thần có những cái cơn mà chị không kiểm soát được hành vi. Rồi cũng có những lúc mà chị bị co giật vì động kinh. Anh thì mưu sinh bằng nghề đi bán bánh mì già. Mưa nắng cơ cực như vậy, với một cái chiếc xe đạp cà tàng như vậy, và cái tiếng rao của anh cứ khắp làng khắp xóm như vậy, kèm theo những lúc đó thì anh bán vé số để anh có được đồng nào hay đồng đó nuôi vợ bệnh và một đứa trẻ cũng còn nhỏ lắm và cũng có bệnh. Chắc là quý vị có nhớ trong đây phải không ạ? Một câu chuyện mà Phước Lập đã làm trong năm 2014. Lập có hỏi anh một câu rằng là: chị bệnh nhiều quá, con còn rất nhỏ, anh thì cơ cực như thế này, nghèo khó như thế này, sao anh vẫn cứ mãi thương chị, vẫn cứ gắn bó và chăm sóc cho chị như thế, không nản lòng. Anh nói với tôi một câu, và tôi cho rằng đó là ánh sáng mà anh đã truyền dẫn được cho tôi, và tôi cảm thấy tôi phải làm, và tôi luôn nhớ câu chuyện đó. Anh nói là mình đã thương người ta rồi, lấy người ta là chồng là vợ rồi, bây giờ người ta bệnh, người ta phát bệnh cùng đi như thế, mình bỏ người ta như vậy là mình có tội. Mình là người con cái của Thiên Chúa, mình không làm như vậy được. Quý vị hãy vỗ tay vì anh ấy, mặc dù anh ấy không có mặt ở đây. Trái tim đó khiến tôi ngưỡng mộ, tôi chưa sống được như vậy. Nhưng qua đó tôi thấy được rằng là khi chúng ta mang ánh sáng của chân lý mà chúng ta đang theo, và quý vị, chân lý của quý vị, của các anh các chị ở đây và người anh đó là Thiên Chúa, thì anh đã sống bằng ánh sáng đó và anh đã có thứ ánh sáng đó để trao tặng cho tất cả chúng ta. Và chúng ta rung cảm, ngưỡng mộ và thán phục về điều đó. Chúng ta học tập từ những con người nghèo khó đó, phải không ạ? Anh sẽ nói một câu rất đơn giản thôi, và Phước Lập sẽ được kể lại như một lời chứng rằng có những câu chuyện có thật trong cuộc đời và tôi được gặp. Thôi thì bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình tối ngày hôm nay với tiếng hát của danh ca Giao Linh. Chào đón quý vị. Giao Linh xin được kính chào quý khán giả thân mến. Và hôm nay Giao Linh rất là hân hạnh được đến đây đồng hành cùng với Cha Sang tiếng hát của người nghèo để gặp gỡ và giao lưu cùng quý khán giả thân mến. Và trong buổi trai này với những nhạc phẩm thất ca, Giao Linh xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lời Mẹ Nhắn Nhủ, một sáng tác của nhạc sĩ Huyền Linh. Giao Linh mời quý vị cùng nghe. Fatima sẽ sống, con
Một tấm con xin thưa với chú.
vì xin được cảm ơn quý vị, cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho Gia Linh. Và sau đây thì một lần nữa với một nhạc phòng sau đây để tiếp tặng cho những người mẹ thân thương của chúng ta có mặt trong đêm nay, đó là một nhạc phòng của nhạc sĩ Yên Vân. Gia Linh xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phòng mang tên đề Lòng Mẹ. Cho nên mời các vị cùng thank you.
Cho nên mong rằng sẽ có được nhiều dịp trở về đây nữa để hát cho quý vị nghe. Và sau đây thì để nói tiếp chương trình sự trở lại của nam ca sĩ Nguyễn Thanh, xin quý vị dành tặng cho Nguyễn Thanh một tràng pháo tay nha. Con xin chân thành cảm ơn danh ca Vô Linh. Kính thưa quý vì chắc có lẽ quý vị cũng ngạc nhiên vì sao con trở lại sân khấu, đúng ra con trình bày hai bài thôi. Nhưng vì phía sau còn có một nữ ca sĩ rất là dễ thương đang chuẩn bị trang phục cũng như là phần trình diễn rất là đặc biệt của Linh Mục Nguyễn Sang. Chính như vậy thôi thì còn khoảng thời gian này thì con thấy từ đầu giờ đến giờ chúng ta được nghe nhiều nhạc phẩm đáng ca rất là hay, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta ở đây chưa có cái bà chị em cũng như là con ở đây, chúng ta chưa có tặng cho cha Sở cũng như là cha Sang món quà, đúng không ạ? Chúng ta thấy chúng ta chưa tặng quà cho hai cha. Là theo con được biết là ông Phó ở đây có nói là giáo xứ chúng ta được thành lập trước năm 75, và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta mới có được một vị chủ chăn rất là thân thương, luôn chăm lo cho đời sống của những bạn trẻ em trong 2 năm qua. Trong cái tình cảm đó cũng như là Linh Mục Nguyễn Sang đã hy sinh cuộc đời của mình để sống đời sống dâng hiến, và đặc biệt là rất yêu thương những công việc cho người nghèo. Trong tâm tình ấy, giờ đây con xin thay mặt cho toàn thể quý bạn trẻ em gửi kính tặng đến cho cha Sở cũng như là Linh Mục Nguyễn Sang nhạc phẩm Tâm Sự Chiếc Áo Dầu, một sáng tác của Linh Mục nhạc sĩ Duy Thiên. Dần
thân cứu đời, mình loan truyền tin vui cho đời luôn thắm tươi. Còn tôi theo anh từng bước, anh khoác trên bờ vai lấy gót chân miệt mài, dìu anh đi vào giữa hắn say nghe anh say, dù màu đen màu tàn tàn, anh chết cho tình yêu, anh chết cho cuộc đời, tình anh vui nguyện vời. Từ ngày tôi yêu anh, tình mình thêm đẹp xinh, vui bước trong bình. Và chương trình tiếp nối rất là nhiều tiết mục hay, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ đây thì sẽ thay đổi không khí tiếng hát của một ca sĩ trẻ. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếp theo đây một tràng vỗ tay với tiếng hát của ca sĩ Diệu Hiền. Xin mời. Con xin được gửi lời chào trân trọng đến quý cha và toàn thể cộng đoàn. Và bây giờ xin được gửi lời một sáng tác của nhạc sĩ Cao Huy Hoàng, Đồng Sang Thơ.
vui, tại vì con cũng là một người con của giáo phận Xuân Lộc và nhà con thì ở Long Khánh cũng gần đây, cũng là hàng xóm của quý vị, cho nên là con về đây thì con rất là vui và con cũng xin cảm ơn tất cả quý vị cũng đã cố gắng nén lại đến giờ phút này để xem chúng con biểu diễn. Và ca khúc tiếp theo, con tin rằng tất cả mọi người cũng sẽ thuộc bài hát này và xin mọi người cùng hát chung với con. Đó là một sáng tác của Trang Thiên Trầm, ca khúc Xin Vâng. Như lời mà Linh Mục Nguyễn Sang đã có nói với chúng ta,
Và trước khi thì tiết mục này biểu diễn thì cho phép Phước Lộc cũng xin được chân thành cảm ơn cha xứ ở đây đã cho Phước Lộc có được cơ hội để đến đây để có những tâm tình và chia sẻ trong cái nhiệm vụ của mình. Có thể rằng là có những điều đã làm chưa vừa lòng quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu có điều gì đó mà Phước Lộc chưa làm vừa lòng thì xin hãy bỏ qua, và mong rằng là không có điều gì hơn cho Phước Lộc kính chúc cha xứ ở đây, kính chúc nhà thờ của mình và tất cả mọi người ở đây luôn được sống mạnh khỏe, sống trong yêu thương, bình an, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Và xin được hẹn gặp lại trong một lúc nào đó có diện tiện và có duyên thì Phước Lộc sẽ về đến đây. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ đây chúng ta cùng quay trở lại với phần biểu diễn đặc biệt của Linh Mục Nguyễn Sang, một trạng thái thật lớn ạ. Cảm ơn. Mai con đã hôm nay đi tương lai.
cảm ơn các bạn trẻ và cảm ơn các bạn trẻ của giáo phận Mỹ Tho. Và sau đây một bài hát cuối cùng và Lưu Mục Nguyễn Sang xin được gửi tặng một cách đặc biệt đến những bà mẹ, những người vợ, những người chị của những đứa con với tấm lòng trân trọng và biết ơn. Và qua bài hát này cũng mời gọi các bạn trẻ mùa chay này hãy trở về với gia đình của mình, trở về với người cha, đặc biệt là người mẹ luôn tận tạo hy sinh chăm lo cho đàn con. Sau đây một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Long Ân sáng tác, bài hát được mang tên Mừng Tuổi Mẹ. Mẹ đang còn trẻ, mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi.
Xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý bạn chị em và hy vọng rằng có dịp sẽ trở lại đây để hát cho quý bạn chị em nghe. Giờ thì con xin mời các anh chị em nghệ sĩ cùng ra sân khấu để chào khán thính giả. Con xin đại diện các chị em nghệ sĩ trước hết là chân thành cảm ơn cha rất là nhiều vì cha đã tin tưởng giao cho con đến đây để dành tình tâm và đồng thời đến đây để làm một chương trình văn nghệ mini như là một đại gia đình để chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa qua những bài thánh ca. Và con mong rằng cha cũng luôn yêu thương và tiếp tục tin tưởng để cho phép chúng con về đây phục vụ cho ông bà chị em trong giáo xứ những nơi vùng sâu vùng xa. Mặc dù chương trình nó không chuyên nghiệp nhưng chúng con sẽ hát bằng trái tim của những người luôn mang tình yêu thương đến cho quý bạn chị em, không chỉ cho những người nghèo khổ nhưng đặc biệt là chương trình của chúng con tiếng hát vì người nghèo không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và tình giới. Và con cũng chân thành cảm ơn các chị em nghệ sĩ. Thứ nhất đó là nữ danh ca Diêu Linh, cô đã đồng hành với con trong 10 năm qua trên khắp mọi nẻo đường tại Việt Nam, Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ cũng như ở tại Đức cũng như tại Pháp, cũng như cô ca sĩ Phương Thủy cũng đồng hành trong chương trình tiếng hát người nghèo, không chỉ là ca sĩ mà cũng là thành viên trong chương trình tiếng hát người nghèo, cũng đồng hành với chương trình đây đó để hát phục vụ cho tha nhân. Và kế bên đó là ca sĩ Nguyễn Thanh, là một có thể nói là trưởng ban điều hành trong chương trình tiếng hát người nghèo 10 năm qua. Không những là công việc của anh đó là sắp xếp những chương trình đi cứu trợ, nhưng mà hôm nay còn đóng góp tiếng hát của mình vào chương trình để mang niềm vui làm sáng danh Chúa qua những bài hát thánh ca. Cô ca sĩ Mary Thanh Trúc là một ca sĩ trẻ có tâm lòng nhiệt huyết yêu mến những người nghèo. Cô luôn có mặt trong những cái chương trình cứu trợ cũng như hát tại giáo xứ để phục vụ cho những bạn trẻ. Ca sĩ Tuấn Vĩ là ca sĩ trẻ cùng với những hát ngọt nghèo, anh cũng không kém gì những ca sĩ kế bên cạnh của mình để mang trái tim yêu thương phục vụ cho những bạn trẻ. Và kế bên một cô ca sĩ rất là duyên dáng, không ai mà biết đến, đó là nữ ca sĩ Diệu Hiền. Cô vừa tốt nghiệp với một cái bằng đại học về thạc sĩ về âm nhạc, không chỉ mang kiến thức mà lời ca, đặc biệt là tâm hồn của mình đến với dòng nhạc thánh ca. Và cô luôn tham gia những cái chương trình ca nhạc thánh ca tại các giáo xứ, đặc biệt là đó là yêu thích những cái chương trình đi hát thiện nguyện phục vụ. Đó là vài điều chia sẻ để chúng ta một lần nữa âm tình
biết ơn và cảm ơn các chị em nghệ sĩ rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Và những điều tốt đẹp chẳng gì hơn bằng xin ơn trên của Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin mời các bạn nhé. Trước khi cha sở ban phép lành buổi tối thì giờ đây tất cả chúng ta cùng hát bài hát Đâu Có Tình Yêu Thương. Ở đấy có Đức Chúa Trời, chúng ta tin rằng Chúa đang hiện diện với chúng ta. Và một quyển sách cũng xin phép những anh chị em cùng tôn giáo trong giây phút này cho chúng tôi được dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạn ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây Chúa tràn nguồn vui. Xin chào các bạn. Chúa ở cùng anh chị em. Là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn Chúa. Một tràng vỗ tay cuối cùng dành tặng cho tất cả chúng ta. Các bạn chị em nào yêu thích cô Dâu Linh thì cứ lên đây chụp hình với cô sẵn sàng đứng đây.